tối nay tới nhà mình. Hả? Thôi được rồi, chiều nay chị về luôn. Trời ơi, tóc anh dính bột nè, để em ăn cục cho giòn. Cô làm gì vậy? Đường sống của ông mà tôi chặn được á, tôi đã chặn từ lâu rồi. Được, đã như vậy hả, hôm nay tôi sẽ chống chết với ông. À! Niềm vui và lẽ sống, bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế giới.